Hello, xin chào các nha. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bán hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, mình sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của Đan Mạch là Bell Center. Và dòng này sẽ có tên model là 1400. Đây là dòng sản phẩm mà thuộc dòng Center nha anh em. Center với dòng nó sẽ có khác cái dòng Bell Master, nhưng mà nó có một cái size ngang và rất là khủng nha anh em. Và đặc biệt đây là dòng sản phẩm mà nó sẽ là 301 luôn anh em ạ. Anh em vừa ở nghe nhạc, nghe đài và nghe băng cassette. Cái dòng này là đặc biệt là anh em trưng bày nó rất là đẹp và bắt mắt trong các không gian nhà hiện đại hoặc không gian nhà cổ, nó rất là tốt nha anh em. Đây, đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với thông số và kích thước của dòng sản phẩm này trước. Con này nó sẽ có size ngang hay đúng tiêu chuẩn của châu Âu anh em, là 66 cm, chiều cao là 9 cm và chiều sâu là 27 cm anh em. Đây, mời anh em cùng xem qua bề mặt trên trong sản phẩm này. Anh em thấy là nó sẽ có một cái đầu băng để mà anh em có thể mà chơi đĩa cassette anh em. Đây, anh em thấy là đây phía trên của nó vỏ gỗ thì vẫn rất là đẹp anh em ạ. Đây, băng cassette thì mình xài hoạt động cực kỳ là tốt anh em. Và nữa mình sẽ test luôn cho anh em. Đây, và đài radio của dòng sản phẩm này anh em thấy là nó sẽ có 104 số nha anh em. Nó sẽ phát sóng cực kỳ là tốt tất cả các đài ở Việt Nam. Còn các nút chức năng bao gồm là volume, ba lăng, bass và treble, tép để nghe nhạc anh em, FM để anh em nghe đài radio. Còn bên đây là nút để mà anh em có thể mà điều chỉnh về đồ băng cassette anh em. Nói chung các cổng ăn chơi, các nút ăn chơi nó phải nói là cực kỳ đủ anh em à. Đây mình quay chi tiết về mặt sau cho phẩm này cho anh em cùng xem. Đây, bên của nó cũng là vỏ gỗ nha anh em. Về mặt sau của sản phẩm này, đây sản phẩm này sẽ trang bị cho hệ thống là 200 loa nha anh em. Anh em mua mình tặng luôn cho anh em hai cái dắt chuyển cho loa và một cái dắt để mà anh em chuyển được cái đồ 5 chấu này để mà cho anh em phải mà dễ dàng kết nối với thiết bị ngoại vi của anh em. Còn đây là cái cổng mà FM và AM anh em cắm chơi vào để nghe đài radio. Dòng này mặt sau phải nói là rất là tốt nhưng mà còn về mặt dưới của Bell Center 1400 thì nó sẽ có tem in thông tin về sản phẩm nha anh em. Đây, con này sẽ đến từ thương hiệu của B&O là Bang & Olufsen. Con này nó sẽ xài tổng cộng là 4 dòng điện nha anh em. Ở đây anh em thấy là một cái nút để mà anh em chuyển đổi giữa 4 dòng điện và hiện tại mình đang để là điện 220V để cho anh em tiện sử dụng nha anh em. Con này công suất rất là khủng anh em ạ, đến tận là 170W. Đây, tên model NR14. Con này sẽ là hàng chính hãng, mất chiên trên mặt cho anh em. Đây anh em sẽ thấy là những cái linh kiện ở bên trong sắc xi cũng còn cực kỳ mới anh em. Đây anh em thấy là tăng phô hồng vàng óng ánh anh em. Đây độ độc nguồn của nó nha anh em. Đây sắc xi cũng còn rất là mới đấy mà sáng loáng nha anh em. Hàng bán bao xin cho anh em chơi yên tâm. Còn về nội thất ở bên trong thì Bell Center 1400 sẽ trang bị chúng ta cũng còn là 4 con sò MOSFET anh em. Dòng này về khả năng mà khuếch đại âm thanh chơi với những cặp loa tầm 3 tấc và 2 tấc rưỡi dài, nó sẽ cho chất âm nó cực kỳ là chi tiết, ngọt ngào. Và bây giờ thì mình sẽ vào nghe bài test chất âm, mời anh em. Đến nay khi em đi rồi, đừng khuya
đơn riêng một mình tôi. Đêm nay khi em đi rồi, tôi về đến bước lẻ loi. Người yêu ơi, trong tình buồn. Người yêu ơi, trong tình buồn. Chọn tình yêu ta đã trao nhau hay quên niềm đau. Thời gian ơi, xin dừng lại. Thời gian ơi, xin dừng lại. Cho đôi tình nhân yêu trong muôn ngàn đừng khóc. Đêm mai anh đưa em về, mình em trên hè phố vắng. Đêm mai anh đưa em về, mắt em lệ ướt lòng anh. Đêm mai không ai đưa về, người ơi xin nhớ hơn rồi. Đêm mai cũng đừng đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Và bây giờ thì mình sẽ test luôn bài đàn radio của sản phẩm. Đây, đàn radio thì mình sẽ chuyển vào nút FM. Rồi nhấn thêm AFC vào. Công tố viên và thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, những người đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, hành động của công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế có dấu hiệu phạm tội theo luật pháp Nga. Đây, con này phải nói là bắt sóng cực kỳ tốt luôn em ạ. Nghe phải nói rất là rõ đài. Và bây giờ thì Nhật sẽ test luôn về đầu băng cassette của sản phẩm. Đây, và hiện tại Nhật đang kết nối với đầu băng cassette nha anh em. Đây, hiện tại mình đang ngỡ hợp tay. Mở anh em. Đây, và cả đồ băng cassette của dòng sản phẩm này đều hoạt động và nó rất là tốt nha anh em. Đây, nói chung về chất âm của Bell Center 1400 nghe phải nói là rất là bùng nổ đấy mà. Nghe rất là hay. Giải âm của nó nghe rất là sâu và rộng. Và anh em nào mà chơi những dòng này thì anh em nó sẽ chuyên trì những cái cặp loa mà khó tính nha anh em. Ví dụ như anh em chơi những dòng của châu Âu thì anh em phải chơi cái dòng ví dụ như là Bell Center 1400 này thì nó đánh ra hết được chất âm cặp loa của anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan dòng sản phẩm này thì để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nha. Xin chào và hẹn em trong những video tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.